Chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần bài học số 10, Bua Bulgare trong giáo trình Seoul Techio Hangul EP. Ở đây chúng ta sẽ uh, xem tình huống là hôm nay là chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? Và trước tiên chúng ta sẽ vào mục tiêu bài học ngày hôm nay. Hắc sức mục tiêu. Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề là âm xích là thức ăn mát vị xích tăng piêng ga xích tăng piêng ga là đánh giá nhà hàng Hôm bước qua phiêng il n chung nghề e, hoặc là n trung nghề e, sơ so. trong số cái n này chọn ra lấy một thứ tiếp theo bàn mal là chúng ta nói ngang hàng maraki il nói một xích tăng chuchonagi đây là chúng ta đề cử nhà hàng tức là giới thiệu nhà hàng nào ngon muốn bước qua &E, động từ đối với U, l leo đây là chúng ta bạn muốn cái gì đó hay không nhưng ở tình huống là uh, tình trạng hiện tại chứ không phải có ý định từ trước tiếp theo tính từ đi với n -tê, nnt -tê, động từ đi với nnt Danh từ đây đi với INTE. Đây là các từ nối. Có nghĩa là. À, nhưng. Vì. Là vì. Tí nữa chúng ta sẽ học. À, cụ thể. Ở trong phần bài học. Maragi. Phần nói 2. Menu Chuchonagi. Là giới thiệu menu. Đại cử menu món nào ngon. Tiếp theo. theo từ cô Maragi. Nghe và nói. Menu chung hân nên theo kỳ chúng ta nghe đoạn hội thoại về cái việc là chọn menu chung hân nên theo tự kỳ chúng ta nghe một đoạn hội thoại về cái việc là đặt món ăn qua điện thoại bằng điện thoại chung hân nên kỳ chúng ta nghe một đoạn hội thoại về cái việc là đặt món ăn qua điện thoại bằng điện thoại âm dịch chú khăn cứ khác gì chúng ta sẽ đóng kịch đóng kịch gọi đồ ăn trong phần nói tiếp theo Ilko Sugi đọc và viết xích ta so chúng ta đọc một đoạn văn về cái việc giới thiệu nhà hàng tiếp theo xích tang sohanki chúng ta hãy viết một đoạn giới thiệu về nhà hàng về phần thực hành qua chê trường hoaích Hoa Kỳ chúng ta sẽ thực hành là chúng ta gọi qua điện thoại chúng ta đặt đồ ăn như chúng ta đặt ở bên Việt Nam thôi ạ hoaànz phần văn hóa Pan và nói ngang hàng hòaù phát âmếược yokhan. Ok cái này thì là cái ngữ điệu của câu hỏi ở bài số 10 chúng ta học rất nhiều cái lĩnh vực học nhưng mà quan trọng nhất đó là nhà hàng và đánh giá nhà hàng món ăn và vị của món ăn và trong phần ngữ pháp chúng ta có ngữ pháp đi với T, Leo, chung nghề giờ và nói ngang hàng. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong phần bài học của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần từ vựng. Từ vựng trong phần này chúng ta có chingo wa oron busun eomsigeun mogeunji pogiwa gachi iyagi haeboseyo ở tư vượng chúng ta sẽ nói cùng với bạn bè là hôm nay chúng ta sẽ ăn cái gì. Đầu tiên là chúng ta có kim chi ghe trang jjigae, 순두부 jjigae. Rất nhiều đồ ăn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài giảng để chúng ta xem. Ở tư vượng trong phần này chúng ta có kim chi jjigae canh kim chi. Kim chi jjigae. 김치찌개, 된장찌개, 된장찌개, 순두부찌개, 순두부찌개, 감자탕, 감자탕. 매운탕, 매운탕, 설렁탕, 설렁탕, 냉면, 냉면, 칼국수, 칼국수 비빔국수 비빔국수 삼겹살 삼겹살 떡갈비 갈비찜 갈비찜 mode Tiếp theo chúng ta học về các vị của món ăn Talta là ngọt, Chata là mặn. Như các bạn thấy đây là cư là đường hoặc là sơn thăng là ngọt này, xô hoặc là can KANJANG là xì dầu, SOKUM là muối thì là Chata, Sutra, Yak là thuốc hoặc là Insam, Insam là nhân sâm nhân sâm cũng đắng các bạn nhé. Tiếp theo, SIKCHO là giấm hoặc là Lemon là chanh thì là Sida si đà là chua tiếp theo, theo ớt mép tà cay thay đà thay đà cha đà cha đà sư đà sư đà 시다 시다 맵다 맵다 Tiếp theo chúng ta có các từ vựng về để đánh giá nhà hàng. Đầu tiên là mát. Mát đây là vị. Mỗi một nhà hàng thì người ta hay để ý với những cái như sau đó là mát là vị của món ăn tiếp theo thứ hai là cáp cáp là giá tức là đồ bao nhiêu tiền tiếp theo là cứu thông đường đi có thuận tiện hay không Giao thông là giao thông service là dịch vụ dịch vụ có được tốt không pulvigi là bầu không khí có được thoải mái có được trang hoàng hay không thì năm yếu tố này nó tạo ra cái À uh, khi đánh giá nhà hàng người ta thường hay để ý 5 yếu tố này. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe. Mặt Mặt Khắp Khắp Cửa thông Gư thông Service 서비스 분위기 분위기 Đây là phần từ vựng. Từ vựng chúng ta có 3 phần. Đầu tiên là phần tên món ăn. Thứ hai là vị của các món ăn. Thứ ba là mỗi nhà hàng chúng ta căn cứ vào những yếu tố này để chúng ta đánh giá về nhà hàng đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang, sang phần tiếp theo. Đó là ngữ pháp số 1. Ngữ pháp số 1 của bài số 10 Đầu tiên đó là N trung nghề N trung nghề sơ Tức là trong số cái N này chúng ta chọn ra một cái Chọn ra một Hàn Quốc âm sích trung nghề sơ Trong số những món ăn Hàn Quốc Mua mua chế chùa Bạn thích nhất món ăn gì Pun go ki Tôi thích nhất món thịt nướng Bây giờ chúng ta sẽ nghe 한국 음식 중에서 뭘 제일 좋아해요? 불고기를 제일 좋아해요. 한국 음식 중에서 뭘 제일 좋아해요? 불고기를 제일 좋아해요. 한국 음식 중에서 뭘 제일 좋아해요? 불고기를 제일 좋아해요. tiếp theo chúng ta sẽ xem một số ví dụ để hiểu thêm ngữ pháp này. cho nên 운동, 운동, 운동 중에서 야구를 가장 좋아요. trong số những cái môn thể thao thì tôi thích nhất 야구, 운동 중에서 지금까지 본 영화 중에서 những bộ phim mà tôi đã xem cho đến cho đến bây giờ À, những bộ phim mà bạn xem từ xưa đến bây giờ à, bạn thấy bộ phim nào là thú vị nhất xem chúng ta trong chung hồ sơ là trong số ví dụ tương tự như vậy uri ban uri ban hắc sen chung hồ sơ uri ban hắc sen chung hồ sơ ở tôn ở tôn hắc trong số những học sinh của chúng ta có bạn nào là thú vị nhất thì chúng ta cũng có thể nói những câu tương tự như vậy chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đó là phần ngữ pháp số 2 phần ngữ pháp số 2 này chúng ta nói mal là nói ngang hàng subun nagom bohe. Nói ngang hàng đó là khi mà chúng ta nói không cần phải sự trang trọng thì chúng ta hay nói với bạn bè hoặc là nói với người dưới. Thì cách nói như thế nào tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết ở đây. Suom k'nago buhe, chinggu man naro, tung e, khal Thì cái này buhe, buheo, khal thành khal Thì cái này tí nữa tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Chúng ta nghe. 수업 끝나고 뭐 해? 친구 만나러 명동에 갈 거야. 수업 끝나고 뭐 해? After the c l a s 친구 만나러 명동에 갈 거야. Tôi sẽ đi m i 수업 끝나고 뭐 해? 친구 만나러 명동에 갈 거야. Thì ở đây chúng ta có mà đó là nói thứ nhất là tất cả những câu có chữ yo của chúng ta chữ yo sẽ bị lược bỏ. Và tình huống thứ hai đó là nếu mà đầu tiên là chữ yo sẽ bị lược bỏ này. Thứ hai là đối với từ tôn kính Đối với những cái từ tôn kính không chỉ là thay đổi về nghĩa mà thay đổi cả cách sử dụng nữa. Ví dụ như là eo chúng ta sẽ thay đổi thành ya. Các bạn chú ý như vậy. Tiếp theo, nếu mà nói với bạn bè hoặc người dưới khi khuyên nhủ hoặc đề nghị hoặc là yêu cầu thì chúng ta sử dụng thêm chữ cha ưu cà cha hoặc là nếu mà nói với những người có vị trí xã hội hoặc là tuổi thấp hơn mình thì mình có thể là dùng ni hoặc nè nư nè các bạn chú ý tiếp theo nếu mà trong khẩu ngữ chúng ta có thể là dùng uni hoặc unia và có thể rút gọn thành tính từ đi với ni hoặc nia động từ đi với ni hoặc nia nhiều trường hợp sử dụng rút gọn ni nia do không liên quan đến ngữ nghĩa thì trong trường hợp này chúng ta có rất nhiều cái yếu tố để chúng ta nói ví dụ như là heo thì chúng ta bỏ chữ yo koya thì chúng ta chính là koeo hoặc chúng ta có thể dùng là động tính từ đi với ni hoặc nè đều được ở đây chúng ta có thể sử dụng toyoi chúng ta tìm hiểu thêm một số ví dụ nhé toyoi nenen hakkyo e an kayo an ka hoặc ở đây chúng ta cũng có thể là an ka an 안가카안가 내막 좀 꺼가 중따 꺼대요. 안거왜 빈소에? 안 갔니? 안 갔냐? 가니? 지금 몇 시에요? 지금 몇 시야? 지금 몇 시야? 오늘 바빠. 오늘 바빠요. 바쁘니? 바빠 바빠. 바쁘니 아니요. 안 바빠요. 네, 반째 절하 아니요. 안 바빠. 아니, 안 바빠. 수업 끝나고 같이 점심 먹어요. 어, 수업은 어, 수업 끝나고 같이 점심 먹자. 먹자. Khi m nhau hoặc là làm gì đó. 먹자. 학교 늦겠어요 학교 늦겠어 so. 빨리 어, uh, 일어나서 일어나세요 빠, 빨리 빨리 일어나 đấy là cái cách nói mà chúng ta sử dụng khi nói ngang hàng đầu tiên là kayo chúng ta sẽ mất ô mô ieo thì đổi thành ya tiếp theo rủ nhau thì sẽ là thêm trà đấy các bạn chú ý như vậy còn khi mà hỏi người dưới thì có thể dùng là ni ne chúng ta nghe lại ví dụ một lần nữa. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đó là phần baraki il. ở trong phần Maraki in này đầu tiên chúng ta sẽ dịch đoạn này cùng nhau. Y cần chơi 식당 nên xích tăng trong số những nhà hàng có ở gần đây. 어디가 chain chúa cái chỗ nào thì tốt nhất. Xích tăng nên tăng á tại sao? 다음 주 우리 우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁을 먹 그리고 uh, tuần sau thứ bảy tuần sau vì là có sinh nhật bạn cùng lớp chúng tôi uh, các bạn sẽ cùng nhau ăn tối định cùng nhau ăn tối 친구들이 어떤 음식은 좋아하는데 à, bạn thì các bạn ấy thích uh, món ăn nào thà chán mặc tất cả thì đều ăn được tốt cả 친구들 중에 매운 음식은 잘못 먹는 사람이 있어. trong số những cái bạn mà trong số những bạn các bạn đó thì có một số bạn là không ăn được cay. Có người không ăn được cay. 그럼 사크리에 있는 서울 식당이 어때? Vậy thì cái nhà hàng Seoul có ở ngã tư kia như thế nào? 소원식당은 si 갈비가 유명한 갈비가 유명한데 다른 음식도 맛있다고 맛있고 값도 비싸지 않나요? 어, cái nhà hàng Seoul đó, món kanbi rất là nổi tiếng và có cả những cái món ăn khác rất là ngon và giá thì không đắt. 미리 예약을 해야 할까? Phải đặt chỗ trước chứ. Vì là cuối tuần luôn luôn là đông cho nên là Cho nên là phải đặt chỗ trước. Đây là tình huống số 1 là bạn này bạn ấy muốn tìm một cái nhà hàng để bạn cùng lớp sinh nhật và tổ chức ăn tối. Và trong số các bạn thì có những bạn không ăn được cay. Thì ở đó thì

우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고. 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데? 다잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘못 먹는 사람이 있어. 그럼 사거리에 있는 서울 식당이 어때? 서울 식당은 갈비가 유명한데 다른 음식도 다 맛있고 값도 비싸지 않아. 미리 예약을 해야 할까? 주말에는 항상 사람이 많으니까 예약해야 될 거야. 이 근처에 있는 식당 중에서 어디가 제일 좋아? 식당은 왜? 다음 주 토요일이 우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고. 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데? 다잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘못 먹는 사람이 있어. 그럼 사거리에 있는 서울 식당이 어때? 서울 식당은 갈비가 유명한데 다른 음식도 다 맛있고 값도 비싸지 않아. 미리 예약을 해야 할까? 주말에는 항상 사람이 많으니까 예약해야 될 거야. AUX mode. â y giờ c h ú n ta n cho n g 이 근처에 있는 식당 중에서 어디가 제일 좋아? 다음 주 토요일이 우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고. 다잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘못 먹는 사람이 있어. 미리 예약을 해야 할까? 이 근처에 있는 식당 중에서 어디가 제일 좋아? 다음 주 토요일이 우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고 다잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘못 먹는 사람이 있어 미리 예약을 해야 할까? bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của Steven. bởi vì Steven là người nói trước nên chúng ta cùng nhau bắt nhịp. Si jack là 왜? 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데? 그럼 사거리에 있는 서울 식당이 어때? 서울 식당은 갈비가 유명한데 다른 음식도 다 맛있고 값도 비싸지 않아. 주말에는 항상 사람이 많으니까 예약해야 될 거야. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe lại từ đầu cả đoạn này. 이 근처에 있는 식당 중에서 어디가 제일 좋아? 식당은 왜? 다음 주 토요일이 우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고. 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데? 다잘 먹는데, 친구들 중에 매운 음식을 잘못 먹는 사람이 있어. 그럼 사거리에 있는 서울 식당이 어때? 서울 식당은 갈비가 유명한데, 다른 음식도 다 맛있고, 값도 비싸지 않아. 미리 예약을 해야 할까? 주말에는 항상 사람이 많으니까 예약해야 될 거야. 이제 우리가 이제 우리가 이제 우가제 우리가 가제 식당은 왜? 다음 주 토요일이 우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고. 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데? 다잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘못 먹는 사람이 있어. 그럼 사거리에 있는 서울 식당이 어때? 서울 식당은 갈비가 유명한데 다른 음식도 다 맛있고 값도 비싸지 않아. 미리 예약을 해야 할까? 주말에는 항상 사람이 많으니까 예약해야 될 거야. 중의라이브이 근처에 있는 식당 중에서 어디가 제일 좋아? 식당은 왜? 다음 주 토요일이 우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고. 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데? 다잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘못 먹는 사람이 있어. 그럼 사거리에 있는 서울 식당이 어때? 서울 식당은 갈비가 유명한데 다른 음식도 다 맛있고 값도 비싸지 않아.

chua hay 좋아하는 사람 있어. Là cái khi mà uh, gia đình ấy, thì có người không thích ăn cá. Bạn này bạn cũng giới thiệu cái sâu dịch tang. Và ở đó thì ngoài cái món ăn ngon còn punigi uh, to chùa. À, cái bầu không khí cũng tốt. Và cũng phải đặt trước chỗ đặt uh, chỗ trước nha các bạn nhé. Đây thì chúng ta sẽ sang phần số 2. Phần số 1 chúng ta kết thúc ở đây. À, chúng ta xem lại phần số 1, chúng ta học về từ vựng. Ba phần đó là về phần uh, tên món ăn này, vị của món ăn này và năm cái tiêu chí để đánh giá nhà hàng này. À, tiếp theo chúng ta phần ngữ pháp số 1. Ngữ pháp số 1 chúng ta chung nghề sơ trong số chúng ta chọn ra một. Và thứ hai nữa là ngữ pháp nói ngang hàng, cái đấy rất là quan trọng bởi vì chúng ta ngoài cuộc sống chúng ta nói ngang hàng rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2. Chúng ta tiếp tục phần bài học với ngữ pháp động từ đi với l lều. Có nghĩa là tôi muốn làm một hành động gì đó. Chúng ta thấy cái này muốn nhưng mà muốn ở ngay thời điểm hiện tại. Chứ không phải có ý định từ trước. Ví dụ mua một lễ trong tình huống nhà hàng. 우리가 뭐 먹을래? ta h 나는 칼국수 먹을래. 너는 아, 는 t ăn c á n g 뭐 먹을래? 나는 칼국수 먹을래. 너는 뭐 먹을래? 나는 칼국수 먹을래. 너는 뭐 먹을래? 나는 칼국수 먹을래. 너는? 중다샘 텔모서 위주 오는 시간에 있으면 같이 영화 보러 가다. 그래, 보러 갈래? 갈래요? 오늘은 피곤해서 집에서 쉬다. 아, 쉴. 래요. 소바 so, 배고픈데 밥 먹을래? 먹을래요? 네 좋아요. 뭐 먹을까요? 다니는 거좀 다시 안 계지? Cái này chúng ta sẽ hay dùng nhưng mà ở thời điểm hiện tại, tức là ngay lúc này chúng ta có ý định. Chúng ta sẽ sang ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp tiếp theo là ngữ pháp tính từ đi với N hoặc Ưn, T. Động từ đi với Nân T và danh từ đi với in T và vế hai của chúng ta sẽ là một cái vế tiếp theo t ở đây sẽ dùng để nối cái này ngữ pháp này có nghĩa là nhưng vì là vì thì ta thể hiện một lý do sự chuyển đổi sự đối lập hoặc là giải thích một tình huống nào đó các bạn khi sử dụng ngữ pháp này các bạn chú ý là À, tương đồng như những những uh, cái uh, ngữ pháp khác ở một số cái nghĩa ví dụ nhưng thì chúng ta có thể là tương đồng với chi man vì hoặc là là vì chúng ta có thể tương đồng với a ơ sơ hoặc là nika thì chúng ta cũng có thể là uh, tương tự như cô và đây chúng ta xem một số ví dụ xăm cái thằng chùa hiếu anh thật chùa hà

닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해요. 삼계탕 좋아해요? 아니요. 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해요. Chúng ta xem 이 식당은 분위기는 좋은데 음식이, 음식은 맛이 없어요. 아, 그 thì có cái bầu không khí tốt nhưng mà thức ăn lại không ngon. vấn đề. Hương ơn cú chán hát à. Chán hát nền đề. Anh thì đá bóng giỏi. cho nên chán một thiểu. Tôi thì không không giỏi. Công bú rớ dân xìm hí hết. Hết. Hết nền đề. Sơ mến học thì rất là chăm chỉ nhưng mà thi thì không được tốt nê thôi thôi 있어요. ngày mai là thứ bảy nhưng vẫn có uh, tiết học và bây giờ chúng ta sẽ sang phần nói số 2 maraki

À, xăm cây thăng thì ngon. Hàn bơn bò cơ bù lê, thử ăn một lần nhé. Ừ. Nàn thạc cô kì nên, thạc cô kì nên chùa hàn nền tê. Ừ. Xăm cây thăng ấn, bì lô, ăn chùa hề. À, tôi thích thịt gà nhưng mà xăm cái món gà hồng xâm thì tôi không thích lắm. Cứ ừ. đấy, ừ. vậy à? Cơ rơm khám cha thang ở tê, vậy thì canh xương hầm như thế nào? ăn một cửa bát xuyên miệng, hãy bớt mở cửa bát nếu mà chưa thử ăn thì hãy, nếu mà chưa ăn ấy, chưa ăn thử thì hãy thử ăn xem cho được 그럼, 3 cái thang xích chả vậy thì chúng ta sẽ ăn 3 cái thang nhé ở chỗ này, 여기 3 cái thang cam cha thang yin bun chu xeo goi cho tôi hai suất cam cha thang Mà chi ở đây, IP mà chứ, mà chi ở vị thế nào, IP mà chứ là có ngon không, có vừa miệng không? Chú cơm béo ún đê, mà chỉ số, tuy là hơi cay nhưng mà ngon. Đây chúng ta sẽ nghe đoạn hỏi thoại này. Steve, muốn gì ăn Chống Loại gì cũng có. 여긴 뭐가 맛있어? 이 식당은 삼계탕이 맛있는데 한번 먹어볼래? 음, 난 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해. 그래? 그럼 감자탕 어때? 안 먹어봤으면 한번 먹어봐. 좋아. 그럼 감자탕 시키자. 아주머니, 여기 감자탕 2인분 주세요. 맛이 어때? 입에 맞아? 응, 조금 매운데 맛있어. 중탕에 라이. 스티븐, 뭐 먹을래? 종류가 많네. 여긴 뭐가 맛있어? 이 식당은 삼계탕이 맛있는데 한번 먹어볼래? 음, 난 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해. 그래? 그럼 감자탕 어때? 안 먹어봤으면 한번 먹어봐. 좋아. 그럼 감자탕 시키자. 아주머니, 여기 감자탕 2인분 주세요. 맛이 어때? 입에 맞아? 응, 조금 매운데 맛있어. 그래서 c h ú 먹을래? 이 식당은 삼계탕이 맛있는데 한번 먹어 볼래? 그래? 그럼 감자탕 어때? 안 먹어 봤으면 한번 먹어 봐. 아주머니, 여기 감자탕 2인분 주세요. 맛이 어때? 입에 맞아? 고 정우, 시 종류가 많네. 여긴 뭐가 맛있어? 음, 난 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해. 좋아. 그럼 감자탕 시키자. 음. 조금 매운데 맛있어. 아, bây giờ chúng ta sẽ 아, uh, nghe lại một lần toàn bộ đoạn văn này. Xong sau đó chúng ta sẽ nghe mà không cần cần phải nhìn chữ. 스티브뭐 먹을래? 종류가 많네. 여긴 뭐가 맛있어? 이 식당은 삼계탕이 맛있는데 한번 먹어 볼래? 음... 난 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해. 그래? 그럼 감자탕 어때? 안 먹어봤으면 한번 먹어봐. 좋아. 그럼 감자탕 시키자. 아주머니, 여기 감자탕 2인분 주세요. 맛이 어때? 입에 맞아? 응. 조금 매운데 맛있어. 이제우리 n h o i o n 스티븐뭐 먹을래? 종류가 많네. 여긴 뭐가 맛있어? 이 식당은 삼계탕이 맛있는데 한번 먹어 볼래? 음, 난 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해. 그래? 그럼 감자탕 어때? 안 먹어 봤으면 한번 먹어 봐. 좋아. 그럼 감자탕 시키자. 아주머니, 여기 감자탕 2인분 주세요. 맛이 어때? 입에 맞아? 응. 조금 매운데 맛있어. Chúng ta a n g tình h u ố nhưng ở đây ở nhà hàng tình huống số 2 này là có cái món gỏi cá sen sơn huê yu miên nổi tiếng tôi thích những món cá nhưng mà thích ăn những món cá nhưng mà tôi không thích món ăn món gỏi cá thế dùng thế thì ăn megun thang cánh cay và gọi hai suất đây là tình huống số 2. chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta tiếp tục vẫn vào bài học với phần thức cô Maraki. chuẩn bị tức khi các bạn không có thời gian để đến nhà hàng thì các bạn ăn như thế nào dùng bữa như thế nào gọi đầu ship đến ăn mì tôm hoặc là ăn bánh. Chẳng thức cô bán đơn cầu sơn Kuruseo. Nghe cho kỹ và chọn cái đúng. Thu Saramun Chi Gâm Sích Tăng Ismida. Hai người này đang ở nhà hàng. Yêu cho cả Chumun sích gương Hadeko Hồng Người phụ nữ thì đang định gọi đồ ăn nam cha nên pungo kiri rất 좋아하지 않습니다 người con trai thì không thích pungo thì chúng ta sẽ nghe phần bài này 잘 듣고 맞는 것을 고르세요 벌써 2시야. 우리 점심 먹자. 아, 벌써 그렇게 됐어? 그럼 우리 지금 바쁘니까 피자 시켜 먹을까? 그래, 좋아. 무슨 피자 먹을래? 글쎄, 불고기 피자 어때? 난 불고기는 좋아하는데 불고기 피자는 별로 안 좋아해. 그럼 치즈 피자 시키자. 내가 주문할게. 대한이네 지금 집에 있는 지금은 2시야. 그리고 피자 를주문하려고 했는데 여자분은 피자 먹으면 고기 먹고 싶다고 하고 남자분은 나는 고기 좋아하는데 피자 고기는 안 좋아해. 피자 고기. 그래서 피자, 피자 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 벌써 두시야. 우리 점심 먹자. 아, 벌써 그렇게 됐어? 그럼 우리 지금 바쁘니까 피자 시켜 먹을까? 그래, 좋아. 무슨 피자 먹을래? 글쎄. 불고기 피자 어때? 난 불고기는 좋아하는데 불고기 피자는 별로 안 좋아해. 그럼 치즈 피자 시키자. 내가 주문할게. đ y là tình huống số c h ú n 여러분 한국에서 전화로 어떤 các bạn đã ở Hàn Quốc và đã thử dùng điện thoại để gọi đồ ăn nào? Kim và pizza, cha giang miên hay là chicken? Thì chúng ta ở đây Chán thức cô, picane, bát, alma chân, thả phân, sư dèo. Chúng ta hãy viết những cái, uh, những cái trả lời phù hợp 잘 듣고 빈 칸에 알맞은 답을 쓰세요. 감사합니다. 피자 나라입니다. 주문 좀 하려고 하는데요. 주소와 전화번호를 말씀해 주세요. 전화번호는 880-5488이고 주소는 서울 아파트 103동 808호예요. 네. 무슨 피자로 하시겠어요? 치즈피자 큰거한 판하고 콜라 한병 갖다 주세요. 네. 알겠습니다. 모두 얼마지요? 모두 1 8 0원입니다 네. 그런데 시간이 얼마나 걸리나요? 30분쯤 걸립니다. 네, 알겠습니다. Và 겠습니 chúng ta thấy là người này b â 니다 i ờ 겠습니다습니다 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 알겠 음식값 은 모두 만 5천 원입니다. 뭐 8만 원 30분쯤 후에 주문한 음식이 올 것입니다. 30분 세 댄. 네, chúng ta n g 잘 듣고 빈칸에 알맞은 답을 쓰세요. 감사합니다. 피자 나라입니다. 주문 좀 하려고 하는데요. 주소와 전화번호를 말씀해 주세요. 전화번호는 880-5488이고 주소는 서울 아파트 103동 808호예요. 네. 무슨 피자로 하시겠어요? 치즈피자 큰거한 판하고 콜라 한병 갖다 주세요. 네 알겠습니다 모두 얼마지요 모두 18,000원 입니다 네 그런데 시간이 얼마나 걸리나요 30분 쯤 걸립니다 네 알겠습니다 여러분 아내 요소 여러분 내 요소 하이 chúng ta sang phần nói mày kỹ. Sức tăng Ở Trong phần này chúng ta để đóng kịch và chúng ta một người đóng vai là người mua hàng và một người đóng vai là nhân viên phục vụ mua hàng. Ở đây chúng ta sẽ có ba loại cửa hàng khác nhau. Pizza Nara là đất nước pizza và có các loại pizza, full cookie pizza. Uh, chichu pizza hoặc là coco chicken cái quán chicken coco đây là âm ma son xích tàng đây là nhà hàng bàn tay mẹ âm ma son thì ở đây có các món đây và chúng ta sẽ đóng vai để chúng ta gọi những món này chúng ta đưa địa chỉ đưa thời gian ship đến bao nhiêu và tổng giá tiền là bao nhiêu khi các bạn chọn một hoặc là hai món đồ hoặc là ba món đồ thì tổng tiền sẽ là bao nhiêu và chúng ta sẽ trực tiếp chúng ta sẽ đóng vai và chúng ta thực hành chúng ta sang phần tiếp theo ilkosugi chưa <laughs> đủ nên xích tăng sân thép hal chúng ta khi mà lựa chọn nhà hàng ấy cả trang trung hal trung du hạ cái <laughs> sang các À, khi mà chúng ta lựa chọn nhà hàng thì cái vấn đề suy nghĩ quan trọng nhất là cái gì về vị về sơ sư dịch vụ puniki về cái trang trí về view hay là về giá cả hay là về giao thông tamiko chimun tập hoa chúng ta hãy đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi đầu tiên là các bạn nhìn thấy ở đây ạ 큰사랑한정식집을 추천합니다. 제가 여러분소개해드리 한정식집 큰사랑한요 오늘 큰사랑한정식집은 소개하겠습니다. 제가 여러분소개해드리한정 큰사랑한정식 큰 사랑 한정식집은 인사동에 있는 지하 전력에서 좀 멀지만 한국의 전통적인 분위기도 느낄 수 있고 직원들도 친절합니다. 어, 그냥 큰 사랑 한정식집 말거 어, 인사동. từ ga tàu điện ngầm chôm tuy là từ ga tàu điện ngầm hơi xa nhưng mà có thể cảm thấy được cái bầu không khí truyền thống của hàn quốc à, và nhân viên thì rất là thân thiện chỉ còn chỉ còn xin cho làm gì đó nếu mà gọi cái hàn chân xích là cái món ăn truyền thống hàn quốc khân sang e cu ki sen zon ya je tung yoro ga ji um si ki a chu ba ni na u mi da nếu mà gọi hàn chân xích thì là à, ở trên một cái bàn lớn có cá có thịt có rau có rất nhiều loại món ăn ừ, được cho ra rất là nhiều cho nên y xích tang ngày giờ han chân xích hơn chớ mở cửa vào nền đây tôi thì ở cái nhà hàng này ăn chân xích là lần đầu tiên ăn ẩm thực trung lưu tô thay ngago cái món ăn đa dạng thơm full nên ẩm thực tôi đó là và cái món ăn mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều cho nên là tôi rất là ngạc nhiên khơi chung người giờ ở trong số đó tteokgalbi ga je ip

cũng không nghĩ đến đoạn tiết kiệm tiền Tôi giới thiệu cái nơi này Cho tất cả những người Mà muốn Thử ăn cái món ăn truyền thống của Hàn Quốc Thử ăn nhiều món ăn truyền thống của Hàn Quốc Thì ở đây Chúng ta có thể đánh giá Bạn này vẫn tự đánh giá là về đồ ăn 5, 5 điểm về cái bầu không khí 5 điểm về dịch vụ 5 điểm về giá 3 điểm về giao thông hơi xa cho nên cho 2 điểm đấy là cái đánh giá nhà hàng và bây giờ chúng ta sẽ xem đoạn này người ta đọc như thế nàoưng xa răng hànhrong dịch chỉ합니다 오늘은 큰사랑 한정식집을 소개하겠습니다. 큰사랑 한정식집은 인사동에 있는데 지하철역에서 좀 멀지만 한국의 전통적인 분위기도 느낄 수 있고 직원들도 친절합니다. 한정식을 시키면 큰 상에 고기, 생선, 야채 등 여러가지 음식이 아주 많이 나옵니다. 저는 이 식당에서 한정식을 처음 먹어봤는데 음식 종류도 다양하고 처음 보는 음식도 많아서 놀랐습니다. 그 중에서 떡갈비가 제 입에 제일 잘 맞았습니다. 값은 좀 비싼데 음식이 모두 맛있어서 돈이 아깝지 않았습니다. 여러 가지 한국 전통 음식을 먹어보고 싶은 사람들에게 이곳을 추천합니다. 큰사랑 한정식집을 추천합니다. 오늘은 큰사랑 한정식집을 소개하겠습니다. 큰사랑 한정식집은 인사동에 있는데 지하철역에서 좀 멀지만 한국의 전통적인 분위기도 느낄 수 있고 직원들도 친절합니다. 한정식을 시키면 큰 상에 고기, 생선, 야채 등 여러가지 음식이 아주 많이 나옵니다. 저는 이 식당에서 한정식을 처음 먹어봤는데 음식 종류도 다양하고 처음 보는 음식도 많아서 놀랐습니다. 그 중에서 떡갈비가 제 입에 제일 잘 맞았습니다. 값은 좀 비싼데 음식이 모두 맛있어서 돈이 아깝지 않았습니다. 여러 가지 한국 전통 음식을 먹어보고 싶은 사람들에게 이곳을 추천합니다. Bây giờ chúng ta sẽ vào bây giờ chúng ta sẽ xem câu hỏi của phần bài này. Isitange te sơn miêng guru ban nên cơ sơn cô giáo. Giao thông thì phiền đi <laughs> hầm nita. Giao thông có thuận tiện không ạ? Đồng chí cấp sĩ pizza chán na pizza pizza chán là món giá của đồ ăn không đắt. Pun wiki wa ga zuka tsutsumida. Chọn ngay số 3. 이 글의 내용과 같은 같지 않은 것은 그러세요는 게, 공, 이, 그는 좋은 식당 주전 하는 글입니다. 이, 사람, 은 한, 정식은 좋아해서 자주 먹습니다. 이, 사람, 은 한, 정식은 그, 한, 정식은 정식은 좋 이 사람은 tất cả vì cả cả trang bà cái này người này thích nhất món đúng rồi và cái số 2 là không đúng chọn cái số 2 tiếp theo chúng ta sẽ sang phần buôn hòa ở đây chúng ta có văn hóa phần văn hóa này giờ palmar bạn đã bao giờ thử nói lối nói ngang hàng chưa 친구와 반말을 합니까? Bạn nói với bạn mình à? Arabok, Araboki. 어제 친구와 같이 학교에 갔다가 Hôm qua trên đường tôi đi với bạn đi học đã gặp một một anh chị lớp trên. 친구는 선배와 반말로 이야기를 했습니다. 아, bạn tôi đã nói à, à, chống không với à, uh, anh chị khóa trên. 제가 좀 놀라 니까 친구가 난저 선배랑 친해서 반말로 얘기해. 아, tôi với cái, cái, cái tiền bối đó thì rất là thân. Cho nên là uh,

tôi cũng có thể nói à, tôi có thể nói được ngang hàng với những người với nếu mà có người sơn be mà có thể thân thiết có thể nói được như vậy thì tốt 여러분 나라에도 높임말과 발말이 있습니까? đất nước các bạn có nói tôn kính và nói ngang hàng không ạ? ở đâu chưa có đúng không các bạn? Tiếp theo phần cuối phần này đó là phần phát âm chuẩn bị về quy tắc phát âm này thì đối với câu hỏi chúng ta lên giọng papayo mokopole và đối với câu mà có cái từ nghi vấn thì chúng ta có thể là hơi xuống rộng một chút đây ạ ưu môn xa gà ập nên ưu môn bùn ơn bùn chàng ơn bùn chàng nghe cư thân ổ lia sớ bà lâm đi nếu mà không có từ nghi vấn trong câu thì chúng ta nói phải lên giọng ưu môn á

thì dạo này tuy là uh, trong câu có cái từ nghi vấn nhưng mà uh, về cái ngữ điệu thì hơi lên cao cũng có nhiều người nói như vậy hiểu bà xỉa bà và chúng ta sẽ nghe phần này 음식이 입에 맞아? 2. 뭐 먹을래? 뭐 먹을래? 아, 뭐 먹을래? 송사관. 1. 음식이 입에 맞아? 2. 뭐 먹을래? 1. 저 식당에 가봤어요? 2. 방학에 어디 갈 거야? 3. 무슨 운동을 좋아해요? 4. 우리 오늘 뭐 할까? 영화 보러 갈까? 1. 저 식당에 가봤어요? 2. 방학에 어디 갈 거야? 삼 무슨 운동을 좋아해요? 사 우리 오늘 뭐 할까? 영화 보러 갈까? đến đây chúng ta kết thúc bài số mười bài số mười thì chúng ta mua một cái vậy này chúng ta học về món ăn vị của món ăn và đánh giá cái, cái nhà hàng này à, khi chúng ta đánh giá nhà hàng thì chúng ta lưu ý có 5 cái yếu tố đó là vị món ăn đó là giao thông đó là dịch vụ đó là bầu không khí và đó là giá của món ăn thì trong năm cái đấy chúng ta cứ à, thấy cái món ăn là nhà hàng nào có đạt năm yếu tố đó thì chúng ta đánh ưu tiên và chúng ta sẽ giới thiệu những nhà hàng nào có ưu điểm gì tiếp theo trong phần ngữ pháp thì chúng ta có cái ngữ pháp về Đấy. chúng ta có ngữ pháp là muốn đó là nếu ngay lập tức bây giờ và ngữ pháp tiếp theo đó là nên t Đây là vì Nhưng Vì là Đấy. Và chúng ta sẽ à, Chọn cái lối nói ngang hàng Đối với bạn bè hoặc là người dưới Các bạn còn nhớ Lối nói ngang hàng Thì nói như thế nào không ạ Đối với yo thì bỏ yo Đối với eo chúng ta có thể thay bằng à, ya yeah. Đối với người dưới Chúng ta động từ hoặc tính từ chúng ta có thể đi với nha. Nên các bạn chú ý. Ni hoặc nha. Bài 10 chúng ta kết thúc ở đây. À, chúc các bạn có một buổi học vui vẻ. Xin chào các bạn.